Chiều ngày 4 tháng 5, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19. Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu các huyện thị thành phố có lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm y tế dự phòng. Trong tháng 4, toàn ngành đã tập trung nhân lực vật lực thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19, được lãnh đạo tỉnh và người dân ghi nhận và đánh giá cao. Toàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đó có 3 trên 4 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện. Bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định. Thực hiện cách ly tập trung 7.440 công dân, hướng dẫn cách ly tại nhà 18.736 trường hợp, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 11.222 mẫu. Ngành y tế cũng đã phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền các địa phương tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học, tuyên truyền phòng chống COVID-19 để đón học sinh trở lại trường học thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Triển khai các hoạt động nhân tháng an toàn vệ sinh thực phẩm và các hoạt động chuyên môn của ngành. Tại các huyện thị công tác chuẩn bị các khu cách ly tập trung để tiếp tục đón công dân trở về từ Lào, Thái Lan sau khi các nước này mở cửa, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho học sinh đi học. Các bệnh viện tiếp tục siết chặt việc kiểm soát lây nhiễm, khai báo y tế, đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế và bệnh nhân tiếp tục lấy mẫu cho bệnh nhân nghi ngờ. Kết luận hội nghị giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu đánh giá cao công tác phòng chống dịch của ngành y tế thời gian qua. Trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ tiếp tục đón số lượng người cách ly mới trong điều kiện nắng nóng rất khó khăn cho cán bộ và công dân cách ly. Các trường hợp đã quay trở lại hoạt động. Vì vậy, ngành y tế tiếp tục sát cánh cùng ngành giáo dục để tăng cường giám sát, tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện cho giáo viên và học sinh không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Các đơn vị tập trung cao triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tiếp tục sàng lọc đái tháo đường theo kế hoạch tập trung phòng chống dịch bệnh mùa hè nhất là dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đảm bảo công tác tiêm chủng chủ động phòng chống thiên tai các bệnh viện phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế và bệnh nhân